Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn ở khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mình hãy gửi về cái email của mình, tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng, com Còn đó không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái cách thứ ba nên là mọi người cũng có thể là truy vào cái, cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó ngồi là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha <laughs> Um, và đó cho bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của như vậy đó mình sẽ tự vẽ ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn à mọi người ha À, thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment tập 1356 ngày hôm qua thế tập 1356 ngày hôm qua cái mà mình comment được nhiều người thích nhất đó, đó chính là bạn tên là phương cẩm ngọc bạn này bạn comment rất là thú vị mọi người hay là à, tìm về cái tập mà 356 để đọc cái bình luận của bạn ha còn các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là à, thức subin cảm ơn thức subin rất là nhiều và cảm ơn phương cẩm ngọc rất là nhiều luôn mọi người ha nhớ là đọc bình luận của bạn rồi mọi người Trước khi vào chuyện ha, thông báo sơ sơ cái thôi Hôm nay sẽ chính thức bắt đầu là mình sẽ nhân cái dịp lễ 2 tháng 9 Là mình sẽ có một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ cực kỳ cực kỳ khủng khiếp luôn Mua một hộp bánh trung thu được tặng một cây bánh vĩa Và chương trình chỉ kéo dài trong khoảng cỡ 4 ngày thôi Đó là bây giờ, đó, đó là trước mắt mình nói như vậy ha Tới giữa chuyện đi mình sẽ nói chi tiết hơn về cái thể lệ để mà khuyến mãi này ha mọi người ha thế rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người là do một mình không biết là kêu bằng chị hay là kêu bằng cô nha tại vì trong lúc mà kể chuyện á là cái 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 người đó là có lúc thì xưng mình bằng con bằng bà, à, kêu mình bằng con xưng bằng cô nhưng mà lại có lúc lại kêu mình bằng em và xưng bằng chị mình rất là bối rối luôn à, mà bà, chị này chỉ tên là kim oanh thôi chắc là mình nghĩ là kêu bằng bằng cung và bằng chị đi ha kêu bằng chị đi tại vì thật ra thì à, chị hai của mình thì cũng lớn rồi chị hai mình năm Hôm nay cũng bốn mấy rồi đó đó nói bây giờ coi bà quanh y như chị hai của mình thôi kêu bằng bảo bằng chị đi không rồi thì uh, chị Kim Quanh á, là chị có kể mà chị nói như vậy nè lúc đó là chị nhớ là chị khi mà chị gửi chuyện về cho mình á, là chị nhớ là chị uh, nghe xong cái tập uh, 632 của mình cách đây cũng lâu nhưng mà chị nói là chị mới nghe gần đây thôi thì khi mà chị nghe cái tập đó bắt đầu là chị mới đó là cái tập mà đem mình thật sự bây giờ mình không nhớ cái nội dung của tập 632 là tập tên gì đâu đó mọi người hãy tìm lại xem nha nhưng mà chị nói là nhờ cái tập đó tại chắc là có thể là nó liên quan đến đạo cao đài hay sao đó thành ra là chị mới đó là cái nguồn cảm hứng cho chị và chị đã gửi về cho mình một vài cái câu chuyện sau đây. Câu chuyện đầu tiên là chị nói là nó về một cái bệnh viện có ma cũng chính là cái bệnh viện mà nơi mà chị sanh ra con của chị luôn. Đó là vào năm 1996. Lúc đó bản thân là bắt đầu là sanh cái chị sanh cái bé đầu tiên của chị mọi người ha. À, lúc đó nó chị nói là do là cái bệnh viện này là cái bệnh viện gần nhà. Và lúc đó thì thời điểm đó là nói là nghèo thì cũng không phải là quá nghèo, gia đình của chị cũng đã có điều kiện chút chút, thành ra là khi mà chị có đứa con đầu lòng là bên mẹ chồng chị rất là thương và bắt á, là phải thăm khám hàng tháng, thậm chí là hàng tuần luôn phải lên là khám, thở chút xíu, đau bụng chút xíu cũng kêu đi lên trên cái bệnh viện đó, đó. mình xin giấu tên, một cái bệnh viện rất lớn lên đó để mà khám thai rồi bắt đầu là những những cái năm đó là bắt đầu là đã hình như là đã có siêu âm luôn hay sao rồi đó nghe em đã là bắt đi đi từng đi từng tí như vậy thì nhiều lần đi như vậy rồi đó bắt đầu á là mới quen biết với lại những cái bà mẹ bầu khác và có những bà ví dụ như là chị quanh thời điểm đó chị là mẹ là con son là mới đứa đầu tiên nhưng mà có những người đó là người ta đã nuôi nuôi bầu trong đây nuôi đẻ trong đây cũng có mà bản thân người ta đã đẻ trong đây hai ba đứa rồi cũng có thành ra là người ta mới trau dồi kinh nghiệm trong cái lúc mà ngồi thăm khám đợi lấy thuốc rồi nè ngồi nói chuyện chơi gì nè người ta nói cái bà kia bà nói chơi chơi gì nè bé kêu á mốt mà đẻ Uh, đẻ là xong rồi đó nha <laughs> nhớ là mà nó, nó 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 nghe nó hơi kỳ sứ nhớ là cho tiền bên uh, y tá điều dưỡng á cho nó đẩy phòng nào cũng được hết trơn nghe không đừng có vô cái phòng mà phòng đó là cái phòng 201 đừng có vô trong cái phòng đó cái phòng đó á, ma cỏ đồ dữ dằn dữ lắm luôn trời ơi tôi lúc mà hên tôi đẻ tôi đẻ ba đứa trong đây tôi không thấy gì hết trơn á nhưng mà có cái lần đó nhỏ em tôi đẻ trời ơi vô đúng cái phòng đó trời đất ơi vô tao nói uh, nuôi nuôi đẻ cái gì đâu mà tối mà nghe mấy đứa dông uh, nhi đó nó cười giỡn nó quậy phá tùm lum tùm la hết trơn nó nghe đó rồi ba cái khăn quấn rồi ba cái uh, lúc đó là có những cái gọi là những cái loại sữa mọi người loại sữa mà những người mẹ mà người ta không có không có sữa mẹ đó người ta mua những loại sữa đó sữa vừa pha vô con uống chưa hết chỉ như bông mới đẻ mà mắm 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 chưa có hết đó là đẻ đó là thiêu. Đó là quậy phá cười giỡn rồi rất là ghê. À thì khi mà kể lên như vậy cái những người mà y tá điều dưỡng người ta nghe người ta chửi. Thì kêu nói, chị ơi. Trời đất ơi, người ta đã bụng mang dạ chữa là là mấy bà bầu người ta hay nhạy cảm rồi mà chị vô đây rồi chị còn kể chuyện ma cỏ nữa rồi rồi, rồi, rồi. lỡ người ta lo lắng rồi sao bầu bị đâu có đâu có được phép mà lo lắng nhiều bị stress đẻ con ra xấu xí rồi sao đó là nhưng mà bà vẫn Kiểu như lâu lâu gặp thì bà vẫn vẫn kể vẫn kiểu như là bà đối với bà là bà nói là không phải là bà kể chuyện ma mà là bà truyền thụ kinh nghiệm lại cho những người mà mới đẻ lần đầu giống như chị Oanh mà không phải một mình cái bà đó không mới thì chị Oanh mới đầu chị Oanh nghe chị Oanh không tin á à, Chị Oanh không tin nói người chắc bà này bà, 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 bà xàm ví dụ như biết bệnh viện có ma mà đẻ ba đứa lum la chứ rồi bây giờ bà còn mang bầu đứa thứ tư bà còn lên bà thăm khám đó nhưng mà rồi trong suốt mà mọi người tưởng tượng đi có bầu như vậy là từ lúc mà phát hiện có bầu đi, phát hiện biết có bầu đi là có bầu được tháng mấy đi, cho đến 9 tháng 10 ngày thì vị chi là 8 tháng trời. Là cứ một tháng lên đây 1 đến 2 lần là cứ gặp những người khác cũng nói nó ờ ừ đừng có vô phòng 201 một, trời ơi mới hai ba tháng trước Đó là nhỏ con dâu tôi nó cũng là đi đẻ gì vậy, vậy nè trời ơi tối nó ngủ hả nó nói mấy đứa nhỏ hả leo lên bụng nó nhúng cành 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 luôn rồi còn ngắt vô má của con nó mấy đứa nhỏ mới đẻ đó còn ngắt vô má nó trời ơi nó khóc hét giữa đêm nghe kể nhiều quá bắt đầu là bà kim quanh này bắt đầu là bà mới lo à, nhưng mà chị quanh chị cũng nói là cho đến bây giờ luôn chị là một cái người rất là hay quên À rất là hiểu anh bằng chứng là chị nói là để ghi lại cái câu chuyện này gửi cho mình đó là chị cũng phải là mất cả tuần lễ đó ráng nhớ nhớ lại từng chi tiết đó thì bởi vì cái tính hay quên của chị á nên chị mới gặp ma đó mọi người. Rồi bắt đầu là cũng tới cái lúc đó cũng đau đẻ đưa lên thì cái lúc mà trong lúc mà đau đẻ rồi mấy bà phụ nữ mới bảo biết nè đau đẻ rồi là thì mình nói giờ tên chồng tên cha mình còn quên chứ đừng có nói gì mà số phòng số phím nhớ cái lúc mà đưa lên taxi á là tại vì nhà thời điểm điểm chưa chưa có xe hơi mà không cũng thương con không có dám cho đi xe ông đa đưa lên taxi là chỉ đau cái bụng chị nó đau trời ơi nó đau quằn quại rồi nha mà chỉ nói là chị nhớ là 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 cái cái bà đó bà có dặn là vô đây đẻ nè là là không có được ở trong cái phòng nào có ma nè nhưng mà phòng bao nhiêu thì không nhớ Mọi người nhớ Mình xin nhắc lại nha, đó là phòng 201 mà chị quanh này chứ nó trời đất ơi, bình thường mình ráng mình nhớ ờ ừ, thôi bây giờ đi đẻ nhớ dặn chồng dặn mẹ đừng có đưa vô phòng 201 cho tiền y tá điều dưỡng đi lỡ vô tới phòng đó là cho tiền đổi phòng liền nhưng mà đụng cái tự nhiên đau đẻ cái chích mẹ rồi phòng mấy trời đất ơi ai da ai da ai da phòng mấy ta trời đất lỡ xui rồi xong đó nhưng mà khi vào trong đó cái lúc đó bắt đầu là chị mới nói với chồng của chị luôn chị nói anh 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 bây giờ em đau đẻ quá nhưng mà em 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 dặn anh này nghe không lên tới đó nữa em vô em đẻ rồi nghe không anh ở đây anh có ra anh lấy phòng cái gì đó là anh chừa cái phòng cái phòng số mấy em quên mất tiêu rồi nhưng mà cái phòng có ma anh lên đó anh hỏi người ta coi là phòng nào có ma đừng có lấy cho em nghe không đó thì bắt đầu là ông chồng ông ông chồng thì ông cũng thương ông chiều vợ <laughs> ông cũng nói gì nè nó, ừ anh biết rồi nhưng mà bây giờ tự nhiên không lên trển hỏi y, y, tá điều dưỡng hỏi phòng nào có ma sao mà người ta chỉ không ta chỉ không lẽ là người ta người ta nói là người ta chấp nhận là bệnh viện người ta có ma mà thôi em ơi trời đất ơi trong đó mấy chục cái phòng lần không lẽ xui đến nỗi mà vô đúng cái phòng đó không lẽ xui đến nỗi như vậy đó thì chị bắt đầu chị cũng yên tâm mà chị nói lúc đó cái đứa con đầu của chị sao mà nó đau nó đau dữ dằn dữ lắm luôn rồi lên tới trên đó là lúc chị nói là lên tới gần bệnh viện là chị xỉu luôn á mẹ chị, chị nó, nó ngất lên ngất xuống <laughs> bắt đầu đưa chị vô đẻ đau như vậy đó nhưng mà chị nói là chị đẻ rất lẹ đưa vô trong đưa vô trong bàn đẻ là chỉ khoảng chừng cỡ nửa tiếng 45 phút phải là cái ụt cái là ra đứa nhỏ liền rất là khỏe luôn đã rồi bắt đầu là mới ẩm ra không bắt đầu mới đẩy cho chị lúc đó chị đau mà ngồi chiếc xe lăn bắt đầu mới đẩy ra thì khi mà lúc đó chị lo con đây mùi tưởng tượng không là ôi con nhìn con trội giống mẹ giống ba đồ ha nó nựng nựng quên mất cái 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 chuyện mà phòng ốc ma cỏ đẩy ụt 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 đẩy hồi bắt đầu là đưa chị vô tới phòng có nghĩa là chị không kịp nhìn cái phòng là cái phòng số bao nhiêu luôn chị kiến suốt ngày chị ẩm chị nựng trội con đầu tiên mình mà mình thương dữ lắm thương mọi người vô tới trong phòng tới giường chị leo lên trên giường luôn À chị leo lên trên giường Chị nằm lên trên giường luôn Mà chị vẫn không biết Là chị đã vô ngay cái phòng 201 Chị không hề biết Cho đến <laughs> Chị đã ở trong đó khoảng chừng cỡ 2-3 tiếng đồng hồ Tại vì lúc đó chị đẻ là chị đẻ buổi chiều 2-3 tiếng đồng hồ sau cái bắt đầu là y tá người ta tới người ta phát ba cái đồ linh tinh rồi thuốc thang đồ vậy đó mà Chứ kêu rồi phòng 201 nè rồi, rồi chị Kim Oanh đâu để tôi phát thuốc nè nó nói ờ à, là tôi tôi tôi, 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 tôi đây tôi, 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 kêu quanh, ủa mà chị nói phòng này phòng mấy chị nó dạ phòng này trời ơi chị chị, chị vô đây chị nằm đây mà chị không biết số phòng của chị dạ phòng hai một chị trời đất ơi bà quanh nó nói đúng rồi lúc này mới nhớ ra từ lúc đau đẻ cho tới khi mà đẻ rồi tới lúc này mới nhớ ra rồi cái phòng có ma là cái phòng hai một mà thiệt tình lúc đó mà chị nói chị xui rủi sao cái phòng của chị không quay đâu chỉ như là chưa người ta chưa kịp đẻ hình như người ta chưa kịp vô hay sao đó bệnh viện nó bị ế hay sao đó cái phòng chưa có hai trơn mà lúc đó thì thì có ba có cái gì có chồng chị rồi có mẹ chồng thì bắt đầu là chị mới có cái bà y tá bà đi ra xong cái bắt đầu là anh anh ơi ra chung tiền cho y tá, điều dưỡng đổi phòng đi anh ơi. ở đây không được đâu, nói, sao vậy em? trời đất ơi thôi lỡ vô đây rồi. trời ơi người ta kiếm cái phòng mà hả, vắng cái phòng mà ít người vậy là kiếm khó dữ lắm. người ta chỉ bỏ tiền ra để mà người ta à, là hối lộ để người ta được cái phòng mà vắng vẻ gì nè. còn em được cái phòng vắng vẻ em kêu hối lộ để đổi qua cái phòng đông đông nghẹt người. em nói chuyện sao vô lý? cái hầu mà nơi em hay nói với anh cái phòng mà có ma có dông nhi đồ đó có mấy đứa con nít phá phá đồ đó sửa thiêu đồ tả rớt tả rơi đồ đó phòng này nè cái phòng này nè phòng phòng hai lẻ một này nè cái nào nó phải không em trời ơi sao em nói em không nhớ rồi tự nhiên giờ em nhớ nó thì bả vô bả phát thuốc bả nói phòng hai lẻ một em mới sực nhớ ra chứ bộ rồi, thôi em ơi không chắc không có đâu em mệt quá rồi, 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 bắt đầu chị mấy chị mới chỉ như lúc nói chị mới đẻ xong mình không có nói chuyện lớn được đâu mà ông chồng ổng cứ không có đâu bắt đầu chị nói bây giờ anh đổi không anh đổi không? em em bây giờ em 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 nhảy xuống em ẩm con đi ra nha đi về luôn không ở trong đây nữa đó chị làm dữ như vậy thì bắt đầu là mẹ chồng chị mới nói thôi con nó nó muốn vậy rồi bây giờ đàn bà đẻ nó vậy đó thôi mày ra mày đổi phòng cho nó đi à thì cũng ra đổi phòng thì bắt đầu ông chồng đi ra đổi phòng không có phòng à không có phòng lúc đó là hẹn ờ rồi nói để ngày mai coi đấy coi sao trời đất ơi cái gì số hưởng mà không biết hưởng đã phòng này phòng nào phòng kia ta toàn ta, 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 ta lót chiếu ở dưới ta, ta nằm không cái phòng sáu người mà nhét tám cái giường nó trời ơi còn phòng này chống quơ chống quắc vậy còn không biết hưởng mà đổi tới đổi lui thì vô bệnh viện là y tá với điều trưởng là cha là mẹ <laughs> nói gì nói Nói giỡn đi nha chứ không phải đụng chạm mấy bạn điều dưỡng đừng buồn ha nó chơi chơi thôi rồi cái lúc đó bắt đầu là mới quay về bắt đầu là cũng mới nói nó ừ người ta hẹn ngày mai em ơi người ta hẹn ngày mai cái lúc đó chị bắt đầu chị nói trời ơi từ đây đến ngày mai là còn đêm nay mà thường á là ma nó hiện giờ ban đêm không à trời đất ơi ghê quá à, lúc đó bắt đầu á <laughs> chị nằm đó chị cũng im im chị cũng toan tính trong đầu thì tối đó bắt đầu là chồng chị rồi mẹ ruột chị vô nói chung là cũng cũng nhiều người ngủ hết trơn <laughs> bắt đầu á là chị mới ráng gượng chị ngồi vậy chị nói là lúc đó là gần 10 giờ là càng ngày tim chị nó đập càng mạnh tại vì mọi người tưởng tượng là mình biết là cái căn phòng này nó có ma mà mình không đổi phòng được mình đang ở trong cái căn phòng có ma luôn thì mọi người tưởng tượng cái tâm lý của mình lúc đó nó ra sao không giống như là lúc nào nó cũng sợ hãi sợ hãi là nó là chị bị stress luôn ngủ không được đã xong cái tới gần gần, gần 10 giờ mấy rồi đó bắt đầu là chị mới ngồi vậy bắt đầu là chị nói thôi bây giờ mình khấn à mình khấn bắt đầu là chị mới chấp cái tay lại, Bên lúc đó là nhà chị ngủ hết, con chị ngủ luôn, có mình chị thức thôi, căn phòng nó còn có mình chị thức thôi, chị mới khấn mà chị nói cũng cũng vừa đủ thôi, không phải là quá lớn dạ con dạ là tôi vô đây tôi sanh đẻ dạ kính mong quý ngài quý cô ấy là mấy dông nhi á mà kêu bằng quý ngài quý cô dạ quý ngài quý cô dạ tha cho dạ cho con nghỉ ngơi ở đây đừng chọc phá con dạ dạ rà, con hứa là sau ba ngày con xuất viện về dạ con mua đồ cúng nha dạ con mua bánh trái giấy tiền vàng bạc con cúng dạ dạ thôi đừng 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 có chọc ghẹo con con sợ lắm con sợ lắm đó vừa xá xá, xá vòng, vòng 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 như vậy đó thì khi mà sáng xong chị vẫn còn sợ tại vì có có biết nó có hiệu nghiệm hay không đâu đúng không chị cũng nằm cũng trằn trọc trằn trọc nhưng mà hồi nó mệt thì chị cũng ngủ quên đêm đó im luôn tới sáng chị còn hỏi nó ủa mẹ mẹ ủa má má mẹ chồng với má ruột đó ủa mẹ mẹ má má tối qua ngủ uh, có, có uh, có nghe gì không có có thấy tiếng cười của nít gì không mày nó trời đất ơi mày nói cái gì nghe thấy ghê vậy mày có đi đâu tối qua tao ngủ ngon bình thường anh anh tối qua sao không? coi coi bình sữa của nhỏ có bị hư không anh coi tả có bị rớt không nói em ơi thôi không có đây ơi. em nghe mấy bà đó kể tào lao nói chung là đêm qua lại nhà mình ngủ ngon hết trơn em có bị gì không nói không em cũng không bị gì luôn nó hư ừ, vậy được rồi mà thôi anh ơi đổi phòng đổi phòng đi em sợ lắm Trời, biết là không có gặp cái gì nhưng mà cái tâm lý ở trong đây em 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 xì chết em chịu không có nổi rồi cũng ra đổi phòng cái bài điều dưỡng mới hẹn thôi chết cha tôi quên rồi nay có phòng kia tôi chừa lại mà thôi người ta vô người ta đẻ gấp quá thôi, ta ta đưa qua bệnh đó luôn rồi thôi chiều đi chiều đi chiều đi cái hẹn nữa xong cái tới chiều hôm đó trời thần ơi lu bu quá trời quá đất thôi mà đổi làm chi không biết nữa thôi mấy ngày mai ha mai ha tôi hứa ngày mai ngày mai tôi đổi cho cái là hẹn qua ngày mai đã ngày mai là tôi chuyển phòng tôi trả phòng tao đi về mẹ rồi đây để thường mà chứ phải đem mẫu để thường ở ba ngày à ba bốn ngày là gì ha cũng nói với bà vợ cái bà cũng nói vậy bà chị quanh vậy thôi khỏi đổi mẹ cho rồi đổi ta sợ mà hẹn tới ngày thứ ba mới đổi thôi đổi làm cái gì nữa À, rồi thì tối đó chị cũng làm cái biện pháp y chang như vậy à, 9 giờ mấy cũng là cũng khấn dạ quý cô quý ngài dạ con, con ba con sinh rồi con được ngủ yên ổn nay con sinh nữa nghe không có gì con cúng hai phần đã à, có nghĩa là ở 1 đêm là cúng 1 phần đó à, cho hôm qua không chọc con 1 đêm thì con cúng 1 phần thôi hôm nay con không có đổi phòng rồi con ở đây 1 đêm nữa cho con yên ổn đi đừng có chọc phá con gì hết con cúng thêm phần nữa À cái rồi qua ngày hôm sau thì im im trung à, đến sáng hôm sau cái bắt đầu đó là mới dặn ông chồng nó anh nói em nói là phải nghe nghe hôm chiều em đi em em mang mang nặng đẻ đau anh gán chiều em cái đi chạy ra ngoài chợ gần đây này chợ nào cũng được đó anh chạy ra ngoài đó anh mua cho em hai cái bộ đồ cúng nha phải mua hai bộ mới được nói, Ủa sao mua cúng cúng bộ để em mua hai bộ cúng vậy không tại vì ở hai đêm cúng hai bộ em ơi ông chồng ông còn cười mà chị quanh chị kêu người, chị quanh chỉ nói xong cái ông chồng kêu cái gì đó đó giờ mới thấy nha đó giờ mới thấy là là ở hai đêm cúng hai bộ nghe không thôi bây giờ thì ở bao nhiêu đêm rồi ở bao nhiêu đêm mình cúng cúng một lần thôi chứ tự nhiên cúng hai bộ nữa không cái này em hứa với người ta anh vậy đó anh anh cứ 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 làm vậy y chang cho em đi đó cái ông chồng cũng mới chạy ra ổng ổng đi mua đồ cúng thì không biết là ổng đi ra ông mua chắc là đàn ông đàn an cái chuyện mà chợ búa mua đồ cúng nhiều khi đàn ông đàn an không có rành mấy ông nghe chuyện ma mình có phải không nên mình đàn ông đàn an mình có biết mua đồ cúng hay đâu Chắc ông mua rất là lâu Ông mua hơn một tiếng đồng hồ rồi mà ông chưa có mua về được nữa Thì lúc này bắt đầu y tá điều dưỡng vô người ta đuổi về nó kêu rồi nè anh phòng hai một nè rồi nó nay xong rồi xuất viện về về lẹ đi rồi, còn đưa phòng tôi còn đưa người vô nó đi 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 lẹ lẹ đi xuống dưới lấy thuốc nè đóng tiền viện phí bữa tạm ứng nhiêu trả lại nhiêu nè không thiếu nhiêu bụng nhiêu cái không rồi đi về có nghĩa là làm đuổi lẻ 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 như vậy rồi ở đây cái bắt đầu là mẹ chồng phải đi lấy thuốc má chồng với má ruột á thì phải đi gọi taxi mới lẻ 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 như vậy thì cái lúc đó đó cái ông chồng là ổng đi xe ông đa riêng rồi anh chồng mới đi xe ông đa riêng để ông chạy tới chạy lui ông mua đồ tả sữa, đồ cho ông nhỏ đi mà đã xong cái bắt đầu nó bắt đầu lúc đó chị cũng lu bu chị cũng theo cái guồng hối gì mà chị quên Chị quên luôn cái chuyện mình sẽ phải cúng Mà giờ muốn cúng là phải đợi ông chồng quay lại Đúng không? Xong cái đi xuống lấy thuốc luôn rồi Có là chuẩn bị đi về luôn rồi Lúc này là taxi người ta đã gọi người ta kêu là người ta đang đậu trước cổng bệnh viện luôn rồi Là chỉ bước ra một cái ẩm đứa nhỏ quăng trên xe là đi về Còn ông chồng tính sao? Tự nhiên bước xuống tới đó Mắt tiểu, mắt đáy Mà chỉ nói trời ơi nó, nó, nó mắt đái khủng khiếp luôn á Nó mắt gì đâu mà nó mắt kỳ cục đã xong cái đang ẩm đứa nhỏ phải truyền tay qua cho mẹ ruột nói má, má má với mẹ đi ra taxi ngồi kiểu đợi xíu tính tiền được đấy con vô đi đái cái mặt tự nhiên mắc quá chị không nổi đừng vô đái cái đã xong cái hai bà đó cũng lĩnh khỉnh ẩm ẩm cháo nội cháu ngoại đồ ra xe chị này chị mới quẹo vô trong nhà tắm để mà chị đi tiểu à thì chị nói khi mà chị đi vô trong cái nhà tắm đó thì chị nói cái lúc mà chị bước vào á thì có người cũng có ba bốn người gì đó người ta nào bà bầu là bà đẻ rồi hay là người ta đi thăm bệnh nhân người ta thân nhân ấy là người ta đang rửa tay rồi đó chị đi vô trong cái buồng tắm để mà chị đi vô cái buồng vệ sinh để mà chị đi vệ sinh thì khi mà chị đi vệ sinh xong rồi bắt đầu là khi mà chị bước ra đó thì chị mới phát hiện là cái nhà tắm tự nhiên nó vắng à từ hồi nãy mình vô thấy đông lắm bốn năm người luôn chật đất cái nhà tắm à. mà Mà sao giờ tự nhiên cái nhà vệ sinh này nó vắng que thôi chị cũng kệ chứ thôi lẹ lẹ đi rửa tay này nọ đồ phải không để mình ra mình ẩm con mình phải vệ sinh để mình đi ra mình đi về nôn về nhà quá rồi thì chị nói chị rửa lúc lúc mà chị trước khi chị rửa tay chị nhìn là chị không thấy ai nha thấy không nhưng mà khi chị rửa tay xong cái chị quay chị đi đó thì chị nói là có một cái người họ đứng ngay trước cái cửa mà bên trong cái nhà vệ sinh một cái bóng đen của một người phụ nữ mà chỉ nói là cái người phụ nữ này tương đối là bự con chị nói là cái năm cái những cái năm mà mà chị thời con gái chị mới lấy chồng đẻ thì năm đó thì chị cũng cao đâu độ khoảng cỡ cỡ gần mét bảy mà người ta còn hay chửi chị là Ờ à, là con nhỏ này sao nó cao hổn đó Đấy không? nhưng mà chị thấy là cái người đó dường như là cao hơn chị cả một cái đầu luôn đàn bạn gái mà cao mét tám mọi người trời đất ơi y như là hoa hậu gì đó không? Mà siêu mẫu gì đó cao mét tám thì không biết là cao dời dời giờ dời, dời như này không mà tướng đứng cũng rất là bự như luôn nè mà đứng ngay cửa đó cái chị cũng đi ra từ từ cái chị nói dạ dạ chị chị làm ơn làm phước chị <laughs> chị né ra em đi ra em đi về cái chị lúc đó thì chị cũng cười cười là bởi vì chị nói là trời ơi bà này bà cao quá trời cao ha mình đã cao gần mét bảy mà nhìn bà còn cao chút chút hơn mình thì mình kiểu như là gọi là mình hơi gọi là chế nhạo người ta luôn nói thẳng là vậy là nhìn họ cao hổn với mình mắc cười, <cười> Trời chị, bà cao dữ vậy lại Chị chị em, em đi ra cái chị Thì à, đi tới càng ngày càng gần Cái người đó họ Họ không tránh ra Mà ngược lại đó Họ còn nói mấy câu vậy nè Sao ông cúng Chờ xíu đi Nó về cúng tôi cái đi Hai bữa rồi Tôi giữ mấy đứa nhỏ cho nó Không ho nó quậy đó. Ở đâu có được đâu tôi giữ cho hai đứa tôi tôi giữ mấy đứa nhỏ rồi không cho nó đụng tới rồi sao không cúng đợi chút xíu đi nó ổng về tới rồi cúng làm gì ghê vậy làm gì gấp vậy làm gì gấp quá vậy đó mà nói như vậy đó mà lúc đó cái người đó họ họ quay mặt ra ngoài họ đứng họ quay lưng vô thì cái lúc đó chị nói như vậy nè chị nghe không có rõ tại vì thay vì nếu mà họ quay cái mặt qua họ nói với chị luôn á thì chị nghe được còn cái này chị đang đứng ở trong nhà vệ sinh còn họ đứng họ quay mặt ra ngoài 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 ngoài, ngoài hành lang họ nói thì chị nói, dạ, cái gì cúng gì chị và ai ông ông nào con con nít nào chị dạ dạ, anh chị chị nói chuyện với ai vậy? lúc đó chị còn nghĩ là bà này bà nói chuyện với ai đứng ở ngoài đó chị ơi chị chị, chị qua cho, cho cho em qua cái tôi nói chuyện với bà chứ ai mà vẫn quay vẫn quay mặt nha vẫn 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 vay quay, quay mặt chỗ khác quay lưng lại nha tôi nói chuyện với bà nha ai, hứa hai bữa cúng hai phần tôi đợi mà tôi đợi mà đợi chút xíu đi ổng về rồi cúng làm gì ghê vậy làm gì ghê vậy tôi giữ mấy đứa nhỏ đó tôi không cho mấy đứa nhỏ quậy á chứ không là ở không yên với nó đâu nha không cúng cho tôi đi nha không cúng cho tôi đi nha đó thì cái lúc đó bắt đầu là nói lớn hơn à nói lớn hơn vậy bắt đầu là chị nói chị nghe bắt đầu là chị sợ rồi lúc này bắt đầu mới nhớ nè nó ừ ha hèn chi nãy giờ quên quên cái gì đã mình nói đầu chuyện cái tật bà quanh mới hay quên ừ ha nãy giờ hiền chi quên quên gì đợi ông về để cúng mà hối quá y tá đuổi quá rồi bắt đầu là là để về lẹ lẹ thì đang đứng tầng gần tầng gần đó ờ ờ ủa vậy nếu mà bả nhắc mình không lẽ bả là ma à mùa hiểu không có nghĩa là bà bà này kiểu gì chị quanh chị cũng hơi hơi gọi là chậm chậm chút xíu đó đến ờ trời quên cũng ủa ủa bà này bà nhắc mình bả là ma ta thì khi chị quay lên là cái bà đó ba chưa biến mất nha chị nói chị quay lên bà còn đứng cờn rờn cái cửa như vậy đó thì lúc này mẹ chồng của chị chị thấy rõ ràng chị nghe tiếng mẹ chồng của chị nên Quan ơi quanh ơi sao không con ra về lẹ nè để nhỏ lạnh mày ơi về nhà trời ơi còn trong tháng về nhà lẹ lẹ nằm thang nằm mổ con ơi đó là giống như là mẹ chồng chị thấy sao mà chị đi vô nhà tắm lâu quá Nên đái ỉa gì nãy giờ lâu quá thì mới đi vô thì thấy nghe nghe mẹ chồng thì cứ là từ chị cách cái người mẹ chồng là cái người cái con ma đó con ma đứng chặn giữa cửa vậy. mẹ thấy cái bà mẹ chồng bà đi vô bà đi một cái sụt bà đi vô luôn thì bà vừa mới đi vô tới cái cửa một cái là cái người đó hoàn toàn biết mất à cái là bà mẹ chồng bà đi vô tới cửa thấy chị chị dầm 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 như vậy chị như ủa phải, phải phải mẹ chồng mình không ta ai kêu kêu mình ta mà cái bà nó bà cứ đứng chặn ngay cửa như vậy trời đất ơi bà chặn ngay cửa rồi mẹ chồng mình thấy rồi sao trời mẹ chồng mình nó sợ ma dữ lắm bà thấy ma chừng bà xỉu ai ngờ bà mẹ chồng bà đâu có thấy bà đi tới cửa bà quẹo vô cái phụt cái người kia biến mất là hiện ra trước mắt chị là cái bà mẹ chồng chỉ con xong chưa đi đi ra lẹ về đi, đi. còn về nhà con nằm ổ con trời đất ơi để nhỏ trên taxi lạnh thấy mẹ hả cái bà nào chị dạ 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 cái chị mới bước ra thì khi chị bước ra xong rồi cái bắt đầu lúc này đó ông chồng ổng cũng thiệt thiệt tình đúng là có một cái sự trùng hợp hay là một cái sự sắp xếp là cái hồn ma nó ráng níu chị lại để cho kịp giờ ông chồng về tới đêm cúng á À, giống như là con ma nó kéo dài thời gian kiểu vậy đó thì chị vừa bước ra đến cổng là chị cũng tính đi về đi về thiệt á à, chị tính trong đầu chị là thôi bây giờ mình đi về đi rồi mình kêu chồng mình lên cúng sao cũng được ha chứ bây giờ lỡ rồi mình lo cho sợ ma thì sợ ma thiệt biết là mình thất hứa với con ma nó thiệt đó nhưng mà con mình nó vẫn quan trọng hơn à mẹ chồng thì đang hối lẹ lẹ đi con về về trời nó hơi nhỏ nằm trên xe nhỏ lạnh đó thì bước ra tới cổng thì ông chồng ông vừa vừa mới chạy cái dù tới. ở bên đây là cũng đúng là hai cái bọc đồ cúng như vậy cái bắt đầu chị nói thôi chị biết chứ giống như mình nói nãy đó Ủa sao trùng hợp đến nỗi như vậy bà cái bà ma nó bà vừa chặn cửa mình cái mình bước ra tới cổng là ông chồng mình về tới thì có phải rõ ràng là cái ý của bà muốn là phải chính mình cúng không chứ không có cho cúng dùm không à là chị nghĩ trong đầu như vậy chị nói mẹ mẹ lên xe ngồi xíu đi mẹ mẹ nói cái ông taxi ông giảm giảm mới lạnh xíu cũng được còn vô con cúng cái, còn ra. Còn còn cúng cái đốc, bà, con ra Con vô con cúng thắp cây nhang đốt cái tiền nhà bạc con ra liền con ra liền nó đi thôi đi kỹ cúng kiến cái gì thôi để con chồng mày cúng đấy nó hồng hồng người ta muốn con cúng người ta muốn con cúng ai ai muốn mày cúng cái gì đó nó thôi mẹ 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 đi lên 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 xe mẹ ngồi đi để con con ấy với chồng con 10 phút thôi 10 phút hồ đó 5 phút cũng được đó con chạy ra liền đã thì bắt đầu là cái người mẹ chồng cũng rất là khó hiểu cũng còn lèm bẹm nó nhỏ này điên khủng về lo cho con không lo lo tào lao đã, nhưng mà chị không nói bắt đầu là mẹ chồng vừa vô taxi bắt đầu mới quay qua với là mới dẫn ông chồng À, mới dẫn ra đằng sau hè cái bệnh viện á đi lẹ 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 lúc đó chị nói trời đi đau lắm nha để thường mà người biết mà đi đau lắm mà gán kêu ông chồng nhiều 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 đi đi ra đằng sau hè bắt đầu là mới cúng lên à mới lấy ba cái bánh mà thèo lèo cướp chuột mình hay nói nó ha mọi người cái đó chút xíu nữa mình nói sao đi à, thèo lèo cướp chuột rồi ha bắt đầu là mới bài ra mới cầm cây nhang mới cúng nó dạ lúc này biết rồi biết cái danh tính là ai rồi đó dạ chị ơi chị dạ em biết lỗi rồi chị tại vì nãy mấy cô điều dưỡng người ta mấy cổ hối em về quá thành ra là em 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 quên thôi bây giờ em cúng ở đây nha chị nha chị ở đây có gì chị qua đây chị hưởng giùm em nha không rồi em cắm cây nhang cho chị xong cái em xin phép chị em về để em lo cho con của em trời ơi chị đây chắc cũng chị đã từng làm mẹ rồi chắc chị cũng hiểu mà trời ơi, làm mẹ nó khó khăn mang nặng đẻ đau rồi, rồi nằm nằm ổ nằm ỉ tùm lum hết trơn á thôi em em cắm cây nhang cái nhà rồi chồng em mới lại tàn nhang chồng em đốt với tiền vàng bạc rồi gãi bánh cho chị nha chị đã là cúng kiến lên cắm cây nhang xong anh anh em về em lo cho con cái anh đây nha đợi tàn nhang đợi tàn nhang mới được nha đốt với tiền vàng bạc đốt cho nó cháy hết Cho cho em nha rồi anh lấy bánh anh rải vòng 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 mới được về nghe không người ta linh thiêng lắm đó em kể sao cho người ta hiện ra trước mắt em cho em thấy luôn đó người ta linh lắm luôn đó nghe không đừng có làm cãi lời em một tiếng nào hết trơn nghe không đó anh chồng anh thì à, à, à đó rồi bắt đầu là chị mới ra chị lên taxi bắt đầu là mới đi về à, về xong rồi ông chồng ông có lúc mà khoảng chừng cỡ một tiếng mấy sao ông chồng về tới hỏi kỹ nó kỹ không anh kỹ không anh có đốt hết anh đợi tàn nhang hết đúng không anh đốt hết cho luôn yên tâm đi anh biết rồi mà em gặp làm sao à, thì lúc đó bắt đầu chị mới kể là à, em gặp vậy vậy là người ta vô tới nhà tắm luôn người ta vô tới nhà tắm em tính em, tính, em đái xong em đi về người ta tới nhà tắm em chặn người ta chặn đường em Người ta chặn đường em để mà kéo dài thời gian Để mà anh đem đồ cúng về tới Để em cúng cho người ta luôn đó Trời đất ơi linh thiên dữ lắm nha anh em À rồi thôi đó thì vậy phải không Đó là cái câu chuyện đầu tiên Mà chị Kim Oanh chị kể về như vậy Thì chị nói là những cái người đứa con sao Chị chị vẫn chọn cái bệnh viện đó À và lúc này là Chị nói là sao cái đợt đó là gần như là chị không sợ nữa luôn á gần như là chị không sợ nhưng mà chỉ nói là không những cái những cái lần sau do là mình đi đẻ mình đâu có được chọn phòng đâu mọi người thì ừ bây giờ dịch vụ thì cho chọn phòng mà dịch vụ hay là à, chọn phòng tổng à, thống gì đó ha nhưng mà mình đâu có được quyền chọn cái số phòng đâu đó nên chị nói là những lần sau là chị không còn ở lại căn phòng hai lẻ một của nữ ha mọi người ha À rồi chị cũng hay chỉ lắm chị cứ vô cũng đi thăm khám gì cũng chỉ là ừ, lỡ xui xui vô phòng đó thì cấn cứ khấn cứ, cứ, cứ nói y như tôi chị đem câu chuyện của chị chị kể là lại là truyền bá kinh nghiệm là cứ cứ xin cứ khấn như vậy mà nhớ nha đã xin rồi nghe không đã khấn rồi nghe không về là phải cúng nghe không không cúng là lần ta hiện ra đó nghe không vậy vậy đó giống như tôi vậy vậy đó à rồi thì đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người ha còn cái phần hồi nãy mình mình tin mình xin nói đó là mình hay nói là cái bánh thèo lèo cứ chuột thì cái bánh này mình không biết tại sao cái nguồn gốc cái tên nó nằm ở đâu mà những vùng miền khác có gọi là cái bánh đây không. Nhưng mà ở trong miền ở trong miền Nam nhất là miền Tây á mình đi miền Tây và ở Sài Gòn mình thì người ta cứ hay gọi cái bánh nó tên là thèo lèo cướp chuột. À, hoặc là kêu à, ờ là kêu bánh cúng cũng được nữa nhưng mà thường á đi ra ngoài chợ đó mà kêu bánh cúng cái ta nói là lấy bánh nào? nó là, là bánh cúng nó có muôn hình vạn trạng đúng không cái bánh ít cũng cúng được vậy đúng không bánh mùng 5 tháng 5 là nó cúng bánh ít điều đó mọi người ha bánh gai rồi đó ha nó hay là những cái bánh mà tròn tròn bánh đường cũng là bánh cúng vậy đúng không mà hay là kẹo bốn mùa thì vẫn gọi là bánh cúng nhưng mà kêu bịch thèo lèo cứ chuột là người ta đem ra cái bánh y chang vậy bánh gọi là cái bánh quy nho nhỏ hình này hình kia rồi đó đó là có những cái à, cục à, bánh mà màu này màu kia rồi đó à, là đó là bánh gọi là theo lèo cướp chuột chứ không nó không phải là một cái từ để mà mình nói bậy nó bạ làm gì có cướp đá gì ở đây không đó cái tên của nó tùy vùng miền nó gọi là như vậy mọi người ha để mình cái này thì mình mình biết là mọi người cũng đã hiểu rồi nhưng mà mình thôi thôi lâu lâu mình phải chèn một cái lời giải thích một cái vậy đi cho nó chắc ha thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai của bà oanh rồi à quên quảng cáo hồi nãy giờ không phải quảng cáo mà thông báo mọi người ha rồi bắt đầu từ ngày hôm nay đến khi, từ khi mọi người nghe được cái tập truyện này để đáng lẽ là hôm nay là mới 30 thôi nhưng mà ok thôi mình diệt luôn cho mọi người luôn là từ đêm hôm nay à, cho đến ngày 31 và đến ngày à, đến ngày ngày 3 tháng 9 à, tức có nghĩa là hôm nay là thứ tư mai thứ năm từ thứ năm đến chủ nhật đã thì tất cả các quầy của cái quầy chi nhánh của chú mập nha là mọi người nhìn trên đây nha chứ còn mà những cái quầy sơn lông khác là không phải nha của những cái người mà đại lý bên mình là không có nha chỉ duy nhất trên bốn cái quầy mọi người nhìn ở đây thôi bốn chi nhánh của mình thôi đó và trên website ăn vặt vũ mập com trên live stream của mình gọi qua số hotline nói chung là của vũ mập bán nha chứ không phải là của má vũ mập bán nha chỉ riêng những cái chỗ những cái cổng thông tin mà vũ mập bán á, là sẽ có chương trình mua một hộp tặng một cây bánh bía như thế này mọi người nghe cái bánh bía thì nó muốn bự <laughs> muốn bự bằng phân nửa cái hộp bánh trung thu luôn thì không cần biết là mọi người mua cái hộp bánh bao nhiêu tiền chỉ cần mua bốn cái một hộp là được nha chứ mua hai cái không tặng được mọi người mua hai cái mình lỗ thiệt đó cái bánh bía nó giá trị nó bao nhiêu tiền rồi cái bánh bía hình như là cái trị giá của nó ở trên cái bảng giá mình nhớ là sáu bảy chục tám chục gì đó đã là cái hộp bánh là bao nhiêu đó rồi đã hình ra là mọi người mua một hộp bánh không cần biết là một trứng hay hai trứng miễn cứ bốn cái bánh vô một hộp là mọi người sẽ được tặng một cây bánh bía hai hộp hai cây ba hộp ba cây mười hộp mười cây nếu như mọi người có gan mua hai chục hộp mình sẽ tặng cho mọi người hai mươi lăm cây luôn đã dưới mặt hứa là làm nha à hai chục hộp là tặng hai mươi lăm cây luôn vậy ha mọi người ha rồi thì chương trình này chỉ kéo dài có bốn ngày thôi là từ ngày hôm nay cho đến chủ nhật cho đến tới 12 giờ đêm ngày chủ nhật ngày 3 tháng 9 là kết thúc đó là cái nhân cái dịp lễ 2 tháng 9 mình sẽ tơ tặng cái chương trình khuyến mãi là như vậy và chưa hết đâu mọi người mỗi một quầy như vậy là mình chỉ để 100 cây bánh bía thôi À, nếu như mà trước ngày 3 tháng 9 mà hết bánh bía thì cái quầy đó cũng ngưng chương trình luôn Coi như là mình để cho vợ mình bán online 100 cây bốn cái chi nhánh mà người nhìn một lần nữa nha bốn cái chi nhánh này mỗi một chi nhánh là 100 cái cây bánh bía như thế này Đó thì nếu mà chi nhánh nào hết trước là chi nhánh nó sẽ kết thúc chương trình trước người hiểu ý mình không à nó là như vậy chứ không phải là là cái số lượng là vô hạn đâu mọi người ha đó là cái chương trình nhưng cái dịp lễ hai tháng chín thôi để mà tri ân mọi người thôi rồi nhớ mọi người nha tất cả những chi nhánh một lần nữa hiện lại và ăn vặt vũ mập chấm cơm ở dưới đây đó rồi ha đều mua một hộp tặng một cây bánh bía rất là ngon lành cành đào như thế này luôn nha và chỉ là tới ngày chủ nhật là hết rồi Nó lâu lâu mới có chương trình như vậy mọi người nhớ kéo ra đồng đông để mà mua ha mọi người ha thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay thì câu chuyện thứ hai này á, là cũng liên quan đến cái bệnh viện phụ sản Nhưng mà không phải là do chị gặp nữa Mà là do một cái thằng em chồng của chị nó gặp Mà nó không phải là gặp bên trong cái bệnh viện phụ sản đâu Cái câu chuyện đó rất là thú vị Thì chứ nói như vậy là cái thời điểm đó khi mà con chị nó vừa lớn hơn chút xíu đó Là bắt đầu là nhà chị ở quận 6 Thì bắt đầu là chị đã chuyển lên trên Thủ Đức à, Là những cái lúc đó thì chị nói là những đầu những năm 2000 á, Thì ở trên Thủ Đức á, thì cũng còn rất là vắng Và chứ nói là nhà của chị á nha Là nó ngay ở kiểu như là Nhà chị đây là Sau lưng nhà chị Độ khoảng chừng Cỡ 3-40 mét đó Là nó nguyên cả Một cái nghĩa trang nghĩa địa luôn Nhưng mà được cái như vậy nè Thì có nghĩa là Nhà chị đúng không Đằng sau lưng nhà chị Một cái khoảng đất trống Bề ngang nó Cũng mấy trăm mét Và cái, cái chiều sâu của nó đó Là nó độ khoảng chừng Cỡ 5-70 mét đó Là người ta trồng chuối à người ta trồng nguyên cả một cái vườn chuối đằng sau lưng luôn mà chuối nó cao lên thành ra là một phần nào đó nó cũng đã che bớt à nó cũng đã che bớt những cái mồ những cái mồ mã ở phía sau rồi đã nhưng mà chị vẫn biết là đằng sau lưng nhà chị là có một cái nghĩa trang cũng tương đối là lớn à, rồi thì cái chỗ thủ đức của chị ở như vậy đó, là cái bệnh viện phụ sản mà gần chỗ chị ở nhất đó, là nó phải cách đến độ khoảng chừng cỡ ba bốn cây số gì lần à, mà đó là một cái bệnh viện phụ sản cũng nhỏ vào thời điểm đó thôi giống như là một cái bệnh viện tư nhân hay sao thôi nè à. chứ không phải là một bệnh viện công mà bệnh viện lớn nữa và cách cũng phải là ba bốn bốn năm cây số chị không có nhớ rõ ha à, rồi thì cái căn nhà đó nó cũng không có gì xảy ra chỉ có ngoại trường cái là tối chị ngủ chị hay nghe dạng như là nguyên cả vườn chuối như vậy rồi gió nó thổi lồng lộng mọi người đó à, thì nó bắt đầu là những cái cây nó hay cọ vô nhau nó tạo ra những cái tiếng thì, thì thì bà bà quanh từ lúc mà bà đẻ con mà gặp ma thì bà nhát ma thì bà nghe bà sợ vậy thôi kiểu như thần hồn nó thần tính thôi chứ cũng không có gì đặc biệt em chồng À, em chồng chị chỉ nói là thời điểm đó em chồng của chị á là nó cũng khoảng cỡ mười mấy tuổi và nó rất là mê chơi cái điện tử chị nói là lúc đó không biết là điện tử là cái gì nhưng mà theo như mình nghĩ vào những năm hai nghìn hai một gì đó thì mình nghĩ là điện tử băng đó, hay là playstation 1 playstation một nó mắt từ năm mấy mình không nhớ rõ nữa nhưng mà ngày xưa mình nhớ là cái thời mà mình năm sáu tuổi đó thì cái điện tử băng rất là thịnh mà hoặc là hay là cái điện tử thùng nó cái máy thùng á đánh bát đua ngựa đó thì nó rất là thịnh à đó, đó, thì cứ như là chị nói là em chồng của chị suốt ngày nó cứ xin tiền má chồng của chị rồi nó còn xin tiền chị nữa lâu lâu nó còn xin tiền chị là năm ngàn hai ngàn gì đó một ngàn năm trăm đồng nữa để mà đi chơi điện tử đi suốt À, nó đi từ cái là chiều nó đi học về nó quăng cái cặp táp một cái là nó đi luôn cho tới 11 giờ nó mới về đôi khi thì chị nói là tại do nó cũng là em chồng của mình thì mình thấy mình cũng chướng mắt lắm nó chứ cái gì đâu mà học hành gì suốt ngày chơi điện tử hoài nhưng mà cũng khó nói à một lần chị nói là chị nghĩ trong đầu nó hả cho nó hả là nó phải có cách nào đó đó để mà cho nó đừng có đi chơi điện tử nữa và cầu được ước thấy bữa đó hả nhỏ gặp ma mọi người mà bà Oanh này bà trù cũng ác ghê thì theo như cái thằng cái là cái, cái thằng nhỏ này nó gặp ma đó mà nó không biết là nó gặp ma luôn mọi người ha à, là như vậy lúc đó đó thì chị nói bữa đó thì con chị nó cũng lớn rồi tối hôm đó khoảng chừng cỡ 11 giờ mấy thì chị nói là chị mới khát nước mà trên cái bình nước ở trên phòng của chị nó hết rồi chị mới đi từ từ chị mới đi xuống dưới bếp thì khi mà chị xuống dưới bếp chị múc nước như vậy đó thì chị mới nghe cái tiếng của thằng em chồng chị nó đứng ở trước cửa nhà đó nó kêu chị hai chị hai ơi chị hai cái nó kêu ô bình thường này, nó về thì nó cũng có giữ chìa khóa cửa nó tự nó vô nó tự mở cửa mà chị nó chỉ đang ghét nó mọi người tưởng tượng không lại gì đâu mà suốt ngày đi chơi cái tử xuống là chị cũng đang cay cú nó rồi đó thành ra là chị cũng giả lơn chị cũng không có kệ bà nó nó tự nó vô trời ơi nó thấy mặt đặt tên thấy mình đang uống nước vậy rồi nó lại nó kêu mình mở cửa cho nó trời ơi, nó em chồng mình chứ bộ nó ba chồng mình sao à là chị giả lơ giả lơ vậy nó mà nó cứ kêu chị hai ơi chị hai ơi gai chỉ đường ta cái này chị hai gai 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 chỉ đường ta cái nè cái gì chỉ đường ai chỉ đường gì trời cái chị mới quay qua thì khi chị quay qua chị đó là lúc đó là trước cửa đường đường mà trước nhà chị là đã nó đã có đèn đường rồi hai ngàn thì hai ngàn chứ cũng có đèn đường này nó bình thường nó cũng sáng trưng vậy ha chị dòm nó chị thấy nó đứng nó đứng ở ngoài đó cái nó cứ quát quát chị ai chị ai chị ra đây ra đây chị 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 chỉ đường chị đường ta cái chị cứ nói cầm đi nước cái chị mới đi ra chị mới mở cửa chị không đi ra luôn mà chị đứng trước cửa chị mở cửa ra chị nói gì ông thần vô ngủ đi vô ngủ chỉ đường chỉ xá đi đâu nữa mà chỉ đường gì nữa không không phải chỉ cho em chỉ cho người ta chỉ cho bà bà này nè chỉ 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 cho bà bầu chỉ cho bà này nè mà thiệt tình là chị nó chỉ dòm kế bên nó chồng lấy ai hết trơn á mà nó cứ chỉ kế bên nó chỉ 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 người ta nó chỉ chỉ người ta nữa, tội nghiệp ta chỉ chỉ người ta đi chị thế bắt đầu chứ đấy ê mà chỉ đâu nó chị học cái bệnh viện gì đó bệnh viện bệnh viện gì mà của đàn bà đó chị bệnh viện gì của con gái đó, chị, gì, gì, gì gì sản phụ phụ sản gì đó chị ờ bệnh viện phụ sản bệnh viện phụ sản đi, 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 gặp mấy lộ này đi, đi lên đây bốn năm cây số lần quá mà mày hỏi chi đó mày hỏi chỉ cho ai nó dạy chị hỏi cho cô này nè cô này nè cổ có bầu có ẩm thêm đứa con nữa chỉ cho cô này nè cô nào mày mà đừng làm tôi sợ mày Cô nào tôi thấy cô nào đâu cái nhỏ nó vừa quay qua nó nhìn cái nó ủa bà đâu mất tiêu rồi trời rồi bà đi theo em nãy giờ mà đi đâu à chứ bắt đầu chị biết nó gặp ma rồi chị kêu đi vô đi 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 vô đi vô đi vô đi vô nó hôi tội nghiệp người ta đi kiếm người ta chỉ đường cho người ta đi chị không có ai trời đi vô đi vô đi vô đã cái nó đi lẹ 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 đi vô nó chị hai kỳ quá à. chị hai không có biết thương người gì hết trơn á đá người ta đã bầu bì người ta còn ẩm thêm đứa con nữa người ta đi theo em hồi nãy giờ là đi theo em từ tiệm điện tử luôn á đi bộ theo em tới đây mà chị hai không chịu chỉ là mất mất công em kêu người ta đi theo em chứ nó mày mày cứ đi vô nhà đi rồi đi vô ngủ đi rồi đấy đó là chị không có chị không có hỏi liền mà chị bắt một hai nó phải đi ngủ để cho ngày mai nó còn đi học đã rồi nó cũng vô nó ngủ luôn nó ấm ức nó cũng đến đi, đi, đi vô nó ngủ như vậy cái đến sáng hôm sau tới trưa nó đi học tới buổi trưa nó về cái không biết là nó kể lại mái chồng nó gì đó thì nhiều khi là kiểu như là là làm à, tâm sao thất bản mọi người không nó thành ra là kể qua lời người này lời người kia nó không còn đúng nữa cái tới trưa hôm đó ngồi ăn cơm nó đi học về nó rủ rỉ với tại vì mẹ chồng đi nước nó về nó rủ rỉ thì sao nó cái bà má chồng mới hỏi ủa con tối hôm qua này, thằng, thằng giờ mình xin phép đó tên là đặt tên là thằng tùng đi ủa không, con tối hôm qua vụ gì mà thằng tùng mới nói con không chịu chỉ đường gì cho ông ta bầu bì gì sao kỳ với con thôi người ta tội nghiệp con trời ơi mày cũng là mẹ rồi mới biết bầu bì khó khăn rồi nên mà không chỉ được cho ông ta rồi má ơi có đâu con má nó gặp ma rồi đó má ơi có ai đâu cái nói gì gặp ma gì mày nói gì á à? trời ơi trời ơi, con bây giờ con còn chưa biết là nó thấy cái gì nữa à là con chỉ thấy như vậy nó kêu con ra chỉ đường mà con ra tới con nhìn nó cứ chỉ chỉ kế bên nó bà này bà này mà con không thấy bà nào hết trơn á thì con nghĩ là con nghi nó gặp ma rồi mà con 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 sợ con nói rồi nó sợ thành ra là con kêu nó vô nằm ngủ gì đó thôi giờ má kêu ba mặt một lời má kêu nó ra coi nó kể coi nó gặp cái gì tụng đâu ơi Tao mới đấy, tại vì Tùng nó hay kiểu không có ngồi ăn cơm chung với gia đình mà nó hay bới tô cơm lên nó ngồi nó vừa ăn cơm nó vừa đọc chuyện tranh rồi đó. Tùng rồi xuống đây coi, xuống đây nói chuyện chị hai mày cho rõ ràng coi mày xuống đây nói chuyện coi. Đó thì ông Tùng ông đi ông hằng học giống như là ông cũng đang ghét bà chị hai, nghĩ là bà bà quanh này bà ác quá, cũng hằng học hằng học đi xuống. Thì khi đi xuống xong cái bắt đầu ông Tùng kể gì nè. vậy nè. bây giờ cũng chơi tử xong á, con đi ra tiệm tử cũng đi được chút xíu à. Đi đâu chừng có hai ba chỗ bước chân à cái con thấy có bà đó đó bà đứng bên lề đường bụng bà bự nè bụng bầu bà còn ẩm đứa nhỏ trên trên tay bà nữa bà ẩm đứa nhỏ chừng một hai tuổi gì à cái bà hỏi con là ha, cưng ơi cưng ờ, cho chị hỏi gần đây có bệnh viện phụ sản nào không chị đi vô chị đi đẻ à, bà nói con vậy đó thì con đâu có biết đâu này thì con nghĩ là chị hai là chị đẻ rồi thành ra là con biết là con nghĩ là chị biết thành ra là con mới kêu là vậy thôi chị đi theo em À, nói chung là tùng nó cũng tốt chứ không phải là không mà chỉ là nó nhìn nó, nó chỉ lộn người thôi kiểu như là lòng tốt không đặt đúng chỗ thôi chứ nó chị thôi chị đi theo em em đi về nhà em em chỉ chị em em hỏi chị hai em rồi chị hai em chỉ đường cho chị hai em đẻ rồi chị hai em biết thì nó nói là nó nói gì xong cái cái bà cái phụ nữ kia còn cảm ơn nó à chị cảm ơn em xong cái nó đi đằng trước cái người đó nó đi đằng sau nó nói là nó cứ đi vậy nó cứ nghe tiếng bước chân đằng sau nó quay lại nó nhìn nó thấy bà cũng khệ nệ bả ôm bụng bầu vậy nè đó bả đi 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 mà hả bả đi bả đi cũng lẹ lắm mà cứ như là ông tùng đi nhanh bao nhiêu là bả đi nhanh bấy nhiêu đó là cứ dính đít dính đít gì đó thì đi độ chừng cỡ năm bảy chục mét thôi từ tiệm điện tử lội bộ về là tổng cộng trước sau là cả trăm mét thôi nha là cứ đi khệ nệ ôm bụng bầu ẩm đứa nhỏ bên tay cứ đi khệ nệ khệ nệ đứng trước nhà luôn ông tùng ông khẳng định là ông lấy bà bầu đó đứng kế bên ổng luôn kia thấy ở à, vừa tính vô trong nhà kêu mà ai nhà thấy bà chị hai ba đang đi xuống uống nước chị hai chị hai ra ra chỉ đường cho ông ta chị hai đã thì bà chị hai ba mới đi ra thì lúc mà bà chị hai ba đi ra ông tụng quay qua còn thấy đứng kế bên á nó chạy nè bà chạy chỉ bà này nè cái, cái chị này chỉ có bầu chỉ chỉ cho chỉ người ta đi đẻ bệnh viện sản phụ phụ sản gì đó chị thì hỏi hai ba lần quay qua rồi lại thì không thấy bà đâu thì lúc đó đó với một cái đứa nhỏ nó chỉ nghĩ là do là cái bài chị hai này bác không mới chịu chỉ thành ra là người ta giận người ta bỏ đi rồi nhưng mà nó không chịu hiểu là nguyên cái con đường thẳng tắp sáng trưng như vậy rồi bỏ đi là bỏ đi bằng đường nào mà tại sao quay qua quay lại năm mười giây thấy mất tiêu rồi bà đi bằng đường nào mà lẹ vậy hả à, bà, bà, gắn trong chống che đôi môn bà bay trên trời hay gì là thì đứa nhỏ mà nó không có hiểu cái chuyện đó nó chỉ quán trách bà chị hai là à bà quanh là tại sao không chỉ để cho người ta giận để cho người ta hả, bỏ đi mất tiêu rồi à là như vậy thì khi mà đương nhiên nó nó ngồi nó kể ra ngọn ngành như vậy thì bà chị hai bà bà quanh mới có đó má thấy không mà con thiệt tình con nói với má là con không thấy ai hết trơn á mà nếu mà bỏ đi cái gì đứng cái đó mà chỉ qua chỉ nguyên con đường này đâu có hiểm hốc gì đâu mọi người thủ thủ đức mà những cái con đường quốc lộ đó, đâu có hiểm hốc cái gì đâu đường thẳng tắp như vậy mà không có ai hết trơn á À rồi thì cái lúc đó bắt đầu là cái người mái chồng của chị mới đầu mới bình giật chị mới nói tùng ơi thôi mày gặp ma rồi đó thôi thôi, thôi đi lên trên lầu đi không có đi lên trên lầu đi đó thì lúc đó anh tùng nó cũng rất là sợ nó 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 tin rồi nó cũng bỏ lên lầu thì uh, mẹ chồng chị cũng có nói là cái mảnh đất này nè là mẹ chồng của chị là đã mua từ trước đó rồi mua là khoảng chừng có năm bảy năm trở về trước đó rồi sau này bắt đầu là mới cất nhà lên Bắt đầu là mới dời từ quận 6 về đây Thì khi mà mua cái miếng đất ở đây đó Là cũng đã biết ở đằng sau miếng đất này Sau cái vườn chuối đó Là nó có cái nghĩa địa Và cái nghĩa địa đó Là chôn những cái bậc sản phụ á à, Sản phụ mà có bầu mà Kiểu như đẻ bị hay là bị bị hư thai hay là sao sao đó, là Chết cả mẹ lẫn con mà trùng hợp sao á Là chết rất là nhiều Là cũng do ngay chỗ cái bệnh viện hồi nãy mình nhắc tới mà cách đó bốn năm cây số á là người ta đỡ để hay sao nó không có được tốt hay là không có được chuyên nghiệp hay sao đó không biết thành ra là cũng có nhiều người nó là nhiều người thôi chứ không phải là mấy trăm mấy ngàn đâu kiểu như là cũng có là năm bảy người kiểu như vậy thôi là cũng trời sản phụ mà mà mà, mà qua đời chết cả mẹ lẫn con mà năm bảy người là cũng gọi là ghê gớm lắm rồi đó mọi người Chứ còn mà nếu mà mấy ngàn người thôi chắc cái bệnh viện nó bị giật sập từ đời nào rồi. Đó là trong người tưởng tượng là trong suốt 5, 7 năm, 10 năm á, là có chừng có vụ cứ năm như vậy là có hai ba sản phụ là đi vào bệnh viện đó xong bắt đầu là trả xác về rồi đem ra miếng đất đó chôn. Cứ 2, 3 5, 1 năm, 1 năm, 1 năm vụ, 2 5, năm vụ. Cứ như vậy đó đó nên thành ra là lúc đó thì khi mà mẹ về lâu lâu về thăm đất á là cũng đã nghe người ta kể như vậy thành ra là mẹ cũng nghĩ thôi mốt mà ví dụ như là uh, hằng, uh, con mình nó cứ lấy vợ đó là chị Quanh á là đẻ là cho trên quận 6 đẻ đẻ xong hết trơn đi rồi bắt đầu là mới cất nhà mới đem về đây ở chứ không có dám đưa vô trong cái bệnh viện đó để mà đẻ à thì từ cái câu chuyện nó liên thông đến bây giờ thì cái câu chuyện đó lúc đó thì mẹ chồng cũng chỉ nghĩ thôi chắc là người ta đồn đại thôi nhưng bây giờ cái câu chuyện đó đã có thật một cái vong hồn của một sản phụ đã hiện về đã chọc ghẹo con là, là con trai của bà mẹ chồng luôn Nói cho là em chồng của chị luôn mà thấy rõ rành 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 như vậy luôn ha mọi người ha đương nhiên từ đó trở về sau đúng như ước nguyện của bà quanh không phải là cấm tuyệt đối mà a à, bây giờ hỏi mày nè điện tử bao nhiêu tiếng thì ngày xưa mình nhớ là điện tử băng hình như là ngàn hay ngàn rưỡi hai ngàn diễn tiếng à nó à bây giờ cho hai ngàn tiếng đúng không đòi cho mày đúng hai ngàn tuyệt đối nha tao mà biết mày xin hả chị dâu mày xin anh mày nha là tao quýnh chết đúng hai ngàn chơi đúng một tiếng là về đi học về 5 giờ mấy 6 giờ chơi đúng một tiếng 7 giờ rưỡi bắt buộc phải đi về đã chứ không có cho đi đêm đi hôm để mà nó gặp ma nữa à đó là như vậy ha rồi đó là cái câu chuyện thứ hai của uh, chị oanh chị gửi về là như vậy đó ha mọi người ha cũng uh, khá là kinh dị và liên quan đến một cái bệnh viện phụ sản thì không biết tới bây giờ là cái bệnh viện phụ sản trên thủ đức đó nó có nó có bị dẹp hay chưa ha rồi thì nhân đây đó thì mình cũng xin nhiều chuyện một chút xíu luôn là liên quan đến uh, cái câu cũng là câu chuyện ma cũng là là cũng cũng má mình ngày xưa đó đáng lẽ bây giờ kể là rất là tức ngày xưa má mình được và những cái năm mà những năm mà bảy mấy hay tám mấy đó. Má mình á là được một cái người giới thiệu mà mua một cái căn nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai mà cái căn nhà nó rất là lớn. Nó thì bây giờ mình cũng xin giấu địa chỉ đi bây giờ người ta đang làm ăn. Nói chung là nó cũng gần gần con đường Nguyễn Đường Hiền mà người ta bán cho má nói là lúc đó người ta bán cho má là có hai cây vàng thôi mà cái thời điểm của má mình đó nha là má mình bán gánh ở ngoài đường đó bán mà bán bán gánh rồi bán ba cái xe trái cây rồi đó là một ngày nhầm khi là má mình kiếm được chỉ vàng á mà căn nhà đó người ta bán có 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 hai cây thôi coi là má mình chỉ cần đi bán hai chục ngày thôi là mua được căn nhà nhưng mà lúc đó má mình tìm hiểu ra thì đó là một cái chỗ phá thai chui một cái chỗ phá thai chui và rất là nhiều những người hàng xóm kế bên thì người ta nói là tối ngủ là nghe ở bên đó nghe tiếng khóc con nít dậy 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 hết trơn à, mà tiếng khóc con nít nó chỉ diễn ra khi mà cái chỗ phá thai chui rồi đó là bị dẹp rồi. có nghĩa là bên nhà nước người ta đã bắt ta đóng cửa, người ta dẹp luôn rồi. thì bà đó bắt đầu là nghe nói là bà cũng giàu lắm. sau những sau những năm tháng bà làm như vậy đó, ha, thì bà đã gom góp tiền là bà đi đi nước ngoài định cư luôn. đó là bà để căn nhà lại bắt đầu là bà mới bán giá rẻ. À, thì sau khi mà bà để nhà bà bán như vậy thì những người hàng xóm xung quanh người ta nói là cứ tối là nghe tiếng con nít khóc dậy 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 trong mà má mình á thì mình đã là sợ ma rồi má mình là cũng vậy mọi người một gen với nhau mà đúng không đã đã chủ tịch với giám đốc mà thì nó giống nhau mà đó thì má mình nghe như vậy tiếc rồi sợ không có dám mua à, mặc dù rất là rẻ luôn đó trời mà cái nhà nhà rộng lắm đó nhà, cứ mà bây giờ mỗi lần mà má mình đi ngang qua con đường đó là má mình cứ nói cứ tặc lưỡi không tại vì cái căn nhà đó hiện tại bây giờ nội mà cho thuê không có một tháng là xin lỗi nha tiền việc không tính đâu tính tiền đô à, một tháng là cho thuê lại giữ năm bảy ngàn đô hai ba ngàn đô không ngồi nhịp dò không muốn lấy tiền còn về định giá ha hai cây vàng nó chắc bây giờ căn nhà nó chắc cũng phải là mình nghĩ là có hai trăm hay hai ngàn cây vàng gì đó tiết hoài tiếc hoài là như vậy luôn <laughs> rồi thôi đó Nhưng cái vụ mà cũng là bầu bì rồi sản phụ thì có mình nhớ đột nhiên nhớ đến câu chuyện đó thì mình kể lại như vậy ha thế rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay và nhắc nhở mọi người một lần nữa nha đang có chương trình mua một hộp bánh là đang chương trình khuyến mãi nên mình mình nhắc nhiều lần mua một hộp bánh trung thu không biết là bao nhiêu tiền chỉ cần bốn cái một hộp một trứng hai trứng cũng mặc kệ luôn ha thì mọi người sẽ được tặng một cây bánh bía bự như thế này đây ha mọi người ha nó cứ mua một hộp này được tặng cái bánh bía này và số lượng mỗi một cái chi nhánh của mình thể hiện đây ha mỗi một chiếc chi nhánh là có 100 cái bánh bía là coi như là 100 hộp thôi đó đã còn hết là chương trình kết thúc à, mọi người phải bắt buộc mọi người phải chạy qua bên uh, uh, chi nhánh khác hoặc là mọi người phải mua online đó là như vậy tổng cộng 4 chi nhánh là 400 cây bánh bía và ở nhà mình uh, bán online 100 cây nữa là tổng cộng trước sau là sẽ có 500 cây bánh bía và nghe số lượng như vậy mọi người tưởng đâu là nó nhiều ha những ai mà đã từng mua bánh bía những mua bánh trung thu của mình năm 2022 năm ngoái đó mọi người muốn kịp đã trong vòng một hai ngày thôi là hết ha mười ha nó không kịp đâu tranh thủ đi đến chủ nhật này là hết hạn rồi đó nghe thôi là bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay thì câu chuyện cuối cùng này là liên quan đến đạo cao đài mà bên thánh thất đạo cao đài mình mình có nói với chị mình nói mọi người là từ đầu chuyện đó ha chị đạo cao đài đó ha chị nói cái lúc đó đó là chị có khi mà chị cũng vừa về thủ đức luôn mà chị vẫn giữ cái đạo của mình thì ở chắc mọi người sẽ không chú ý những người nào không biết hay nhưng mà thật ra là cái thánh thất của đạo Cao đài đương nhiên không có nhiều bằng những ngôi chùa không có nhiều bằng những nhà thờ nhưng mà mỗi một tỉnh thành mỗi một quận huyện như đó là nó đều có gần nhà mình cũng có một cái thánh thất cao đài luôn à, thấy vậy chứ mọi người chú ý Nó cũng nhiều lắm nha mọi người ha đó thì thì những những cái năm mà những năm 2002 nghìn Đói ba một người thì chỉ nói là À, không phải là đạo mình mà mà mình mình chê chị nói nói ra cũng rất là có lỗi nhưng thật ra là đó là một cái thánh thất cũng khá là là khó khăn khá là nghèo à, chỉ nói là cũng một vài lần chị vào đây chị cũng cúng như vậy đó thì chỉ nói là mưa xuống một cái là dột với lắm một người mua mưa xuống một cái là những cái người mà đạo hữu trong đây là đều phải đi lấy thao rồi nọ đồ để mà hứng nước mưa à, rất là khó khăn như vậy luôn thì chị cũng hy vọng một ngày nào đó quyên góp để cho người ta xây lên cái thánh thất cho nó đẹp cho nó khang trang cho nó không còn bị dột nữa thì một cái lần hôm đó chị nói là lâu lắm rồi chị không nhớ bữa đó là cúng cái gì mà chị nói là chị cúng vào giờ tí mà giờ giờ tí thì mình xin lỗi mọi người nha mình không biết là giờ tí cái căn cứ theo giờ giờ bình thường của mình đó là bao nhiêu giờ mà chị nói là lúc đó là chị có mặt khá là sớm là 11 một giờ ba chị với chồng của chị đó là đáng lẽ là còn khoảng cỡ nửa tiếng một tiếng gì nữa mới tới giờ cúng nhưng mà chồng chị chồng chị với chị á là đi đến đó rất là sớm và sau đó đó thì chị đã đi ra đằng sau bếp Bắt đầu là chị nghĩ Ờ một hồi nữa cúng nè Thế nào cũng người ta cũng sẽ đem trái cây Đem bánh trái Đồ cúng Đi chùa giống như kiểu vậy đó Thì chị nói thôi bây giờ mình sẽ đi ra đằng sau bếp Và cái gian bếp đó chị nói là hầu không có bóng đèn luôn nó không có bóng đèn nó tối thui như vậy nè là chồng chỉ phải phải đi ra ngoài rồi cổng nó mượn cái đèn pin vô chiếu trong bếp để mà gom những cái dĩa để sẵn đó à giống như là chị chuẩn bị hết bây giờ là đạo hủ đến cúng là bắt đầu là chỉ có có dĩa sẵn là chỉ cần trưng cái cây là cúng thôi đó thì xong khi mà chị dọn hết trơn luôn rồi bắt đầu là chị mới ngồi trong đó thì cũng trong lúc đợi tại vì chị đi tới khá là sớm thì chị với chồng chị mới ngồi xếp bằng cái chỗ mà cái đó có gọi là chánh điện chúng ta trong thánh đất chắc cũng gọi là chánh điện hay sao em thì mới ngồi mới đợi như vậy thì trong lúc mà ngồi đợi như vậy đó thì chị mới nghe chị mới nghe tiếng mà cũng như lục lội cái gì đó ở dưới bếp á đã mà chắc là chồng chị không nghe tại vì chồng chị ngồi kế bên chị mà không có phản ứng gì cả chị quan chị nghe bắt đầu là chị mới ngó ngó là chị nhìn thì khi mà chị ngó ngó rồi chị nhìn á theo như cái lúc đó mà chị thấy tức thời á là chị thấy được khoảng cỡ 4 đến 5 cái bóng đen đang ở trong bếp đó và cũng giống như là đang gom dĩa đang dọn dẹp mà tại vì trong bếp nó không có đèn đó nó không có đèn thì nó là tôi thấy bốn mươi năm cái bóng đen như đó là đang lục lọi lục lọi nghe tiếng sọt xẹt cọc cạch lẹt kẹt ở trong đó như vậy nè đã xong cái bắt đầu chị nói ủa sao những người này đạo hữu chắc là người ta tới rồi đó chắc là người ta đang lấy dĩa rồi lên mà dĩa mình đem lấy trơn rồi cái chị mới ngồi vậy chị mới đi lẹ 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 rồi chị nói em em lấy lên hết rồi mấy anh chị ơi em lấy dĩa hết rồi khỏi khỏi khỏi, khỏi lấy đi, đi, đi 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 vô đây khỏi lấy khỏi lấy thì khi mà chị đi như vậy chị đi càng ngày càng gần cái bắt đầu là chị nói là chồng chị á chị nắm cái tay chị mới giật chị lại chị đang đi xuống bếp tự nhiên nắm cái tay chị mới giật chị lại chị nói giật lên em gì vậy à thì đạo hủ đồ người ta tới người ta lấy dĩa chắc người ta không biết á em 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 nói người ta là mình lấy hết trơn rồi khỏi không phải lấy nữa nói ai em ai ở đâu ở dưới bếp kìa anh bị gì à? ở dưới ở dưới bếp kìa bắt đầu chị mới quay qua chị nhìn thì cái lúc này chị nói nhân khi mà chị quay qua chị nhìn á chị thấy không phải là bốn mà năm nữa mà bảy tám cái bóng luôn xếp một cái hàng ngang à, xếp một cái hàng ngang như vậy vậy nè kiểu như một cái hàng ngang mà bằng rang như vậy mới đứng ở đó và hình như là đang nhìn chị mà đứng trong bếp nha chị nói là lúc đó chị nhìn được khoảng cỡ 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 tám cái đầu á, á kiểu như vậy là đang nhìn chị như vậy nè bắt đầu chị, chị, chị quay chứ chị, 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 cái 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 ủa 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 cái bắt đầu anh chồng nó kêu thôi thôi đi vô đi em ơi anh không có thấy ai hết trơn á em bị gì anh không có thấy ai hết trơn á cái bắt đầu chị mới chị tức mình quá bắt đầu chị mới quay là chị dòm đi một lần nữa thì khi thì chị dòm đi một lần nữa thì lúc này không còn là bảy tám cái đầu nữa mà nó lên hàng mười mấy luôn rồi có nghĩa là rất là đông mà chị không nghĩ là trong cái gian bếp đó có thể đông đến nỗi như vậy Tại vì cái bếp nó nhỏ lắm Một cái thánh thất nghèo mà mọi người Thì cái bếp nó chỉ nói là giữ lắm Chừng có 5-7 con người đứng là chật rồi Mà chỉ nói là chắc là người ta đứng luôn trên Lên trên bếp, đứng lên trên bàn Đứng lên trên ghế luôn hay sao Mà nó mới ra tới tận là mười mấy cái cái, cái cái, cái, cái bóng cái đầu như vậy Đó là bắt đầu chị mới điến hồn Chị bắt đầu chị mới sợ, chị mới quay vô trong À thì khi bắt đầu chị quay vô trong chị ngồi mà chị mới kể lại cho chồng chị nghe thì chồng chị nói ừ thôi thôi để có gì á, là để hồi nữa là ra nói với lại những uh, uh, quý thầy nó nói với những thầy sao không Đó thì khoảng chừng có 5 phút sau thôi thì đạo hữu người ta cũng kéo tới rồi bắt đầu là chồng lúc đó chị ngồi chị bần thần. Chị ngồi trời, trời, lần đầu tiên trong đời mà thấy mà thấy mười mấy mà cái vong linh mà vong hồn mà ma cỏ mà sợ thì chỉ cứ ngồi bần thần như vậy thì chút xíu nữa đậu hũ tới thì chồng chị nó ờ à, thôi khỏi vô bếp nữa chuẩn bị hết trơn rồi thì vô đây cũng chuẩn bị hết xong bắt đầu là vô bắt đầu là ngồi cúng thì trong cái lúc mà chị ngồi chị ngồi chị cúng như vậy thì cái trùng hợp thôi tại vì mình sắp xếp cho người ta ngồi hết bắt đầu là chị mới ngồi ở ngoài bìa những cái chỗ phía trên ở giữa đồ là người ta đã đã dành người ta ngồi hết trơn rồi thì chị mới ngồi ở ngoài bìa cũng ngồi kế bên chồng của chị thì cái lúc đó là chị cũng nói gì cũng đọc kinh à cũng mình nghĩ là cũng giống giống như là 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 đạo phật của mình ha là sẽ có một cái người người ta sẽ đọc những cái bài kinh trên đó thì ở dưới đây là đạo hữu hay nọ đồ á là sẽ đọc theo không thì cũng ngân nga ngân nga ngân nga đọc theo như vậy lúc đó chị nói là chị ngồi ở ngoài bìa và chị ngồi ở ngoài bìa bên phải người người tưởng tượng là cái vị trí của chị ngồi đó nha mọi người ha đó là ở ngoài bìa ở bên góc phải thì khi mà chị ngồi ở góc phải như vậy thì tất cả những người còn lại của chị sẽ phải ngồi bên trái của chị rõ ràng chưa thì chứ nói khi mà đọc như vậy là Chị nói là cái lỗ tai bên trái của chị nó nghe nhiều hơn lỗ tai bên phải tại vì người ta đều người ta ngồi bên trái chị mà mới đọc ê a ê a, a đọc như vậy thì chị cũng nhắm mắt mỗi lần đọc như vậy tại vì cái bài kinh này chị không cần phải nhìn sách nữa chị đã theo đạo rất là lâu rồi chị thuộc lòng rồi À chị chỉ đợi cho cái người thầy nó vừa đọc ngất câu cái là tới chị đọc thôi À, thì chỉ nhắm mắt gì đọc đọc vậy đó thì lúc này chị mới nói là chị nghe một hồi bắt đầu chị nghe đều luôn hồi nãy thì bên trái nhiều hơn bên phải ít hơn cái âm thanh đó, âm thanh đọc kinh đó, mà sao bây giờ chị nói là chị nghe đều chỉ nghe đều hai bên đó, ai, 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 ai như mày này chị nói ủa sao lạ vậy ta hỏng lẽ mà nghe cái đều như vậy là có nghĩa là phải một cái nhóm người nào đó họ đang họ đã đi vào họ tới trễ và họ đang ngồi ở bên phải của chị luôn à một nhóm bên trái một nhóm bên phải cùng đọc với nhau thì cái lỗ tai của chị nó mới nghe đều như vậy mùi hiểu ý mình không đã rồi cái lúc đó bắt đầu là chị mới hí mắt là chị dòm thì khi mà chị hí mắt là chị dòm chị mới nhận ra thật ra là chị đang ngồi Kiểu như là chị đang ngồi kế bên cái cửa luôn Là ở bên phải của chị là không còn chỗ ngồi nữa Mà chỉ có ở ngoài sân là ngay chỗ gian bếp mới có chỗ thôi chị, Kiểu như là chị hí mắt chị nhìn hí mắt nhìn mà. Ủa có thấy ai ngồi ta Cái chị ráng chị mở mắt to to rồi Chị dòm thử trời trời đất ơi chị dòm ngay chỗ khu bếp Mười mấy cái bóng đen hồi nãy mà chị thấy mà bây giờ người nào người ấy là ngồi mà không có ngồi ngay hàng thẳng lối đâu ở trong đây là ai cũng ngồi là kiểu như là ngay hàng thẳng lối trên cầu bên kia là ngồi lộn xộn đó có người còn đứng có người đứng có người ngồi mà lộn xộn tùm lum trên mười mấy cái bóng đèn đang ngồi mà đó và chị nói nha lúc đó chị ngưng chị sợ rồi tim đập thành thịt rồi đâu có đọc theo đó lúc đó là coi như là chị bỏ một một vài đoạn, đoạn 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 kinh chú luôn thì ở trong đây vẫn cứ đọc ê, 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 là chị nghe ở ngoài kia chị không có thấy cái miệng cái môi của họ chị thấy đúng những cái đầu đen 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 có người ngồi là kiểu như bóng đen đen thù lùi à à nhưng mà chị nghe cái âm thanh ở ngoài đó nó phát vô là đang lặp lại cái câu kinh mà cái người thầy nó mới vừa đọc À, y như là cái tốp ở, 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 cái ở bên trái là cái tốp người đọc kinh còn cái tốp ở bên phải là cái tốp hồn đọc kinh còn cái 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 nội dung kinh thì nó y chang như vậy luôn trời ơi chị gặp cái cảnh tượng đó, cái chị nói chị nổi da gà như vậy mà trong cái lúc mà đang trang nghiêm không lẽ giờ mình đứng là mình la làng um sùm nó cũng không có được thì không biết làm sao bây giờ bắt đầu là chị cứ thụt lùi chị cứ thụt lùi cứ, lù, cứ xích 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 vô thì xích qua bên chồng của chị thì chồng chị hình như là biết á là chồng chị bắt đầu là mới đổi chỗ luôn chồng chị mới bò ra sau lưng chị mới đổi chỗ qua bên chị chị mới qua vô đây thì bắt đầu là chị mới xích vô gần gần ở giữa chút xíu đó thì chị bắt đầu là khi mà chị đổi chỗ rồi đó đọc kinh lên rồi thì chị dường như là không còn nghe cái tóp bóng đen nó đọc nữa sau hai xong bắt đầu chị mới quay chị mới theo kịp cái câu kinh câu kệ rồi chừng cả hai ba câu chị mới mở mắt ra chị nhìn lần nữa thì không còn thấy cái nhóm bóng đen ở đâu nữa à thì lúc đó bắt đầu chị mới đỡ sợ và ngồi đọc cho hết cái bài kinh đó luôn sau đó khi mà xong hết đơn là đi về thì bắt đầu là, là chồng chị chị mới chị, chị, mới nói với chồng chị nghe bắt đầu chị mới nhờ chồng chị mới hỏi những cái người thầy ở trong đó thì những người thầy trong đó họ chỉ cũng chỉ là trả lời là đơn giản thôi họ chỉ nói ờ à, thôi mốt tới đây là tới đúng giờ cái thánh thất của mình á, nghèo thì tí là nghèo thiệt cơ sở vật chất không tốt thiệt đó nhưng mà linh thiêng lắm thành ra là người ta mới về người ta mới ở đây nhiều à họ chỉ nói như vậy thôi à chứ họ không có nói là ma cỏ dông linh gì cả họ chứ nói à thánh thất của mình nghèo thì nghèo thiệt đó à nhưng mà linh thiêng lắm đó à, thành ra là người ta về đây rất là nhiều luôn đó nên nếu mà là sợ á thì mốt cứ đi đúng giờ à, đi vào đây làm mỗi người một tay nó cũng xong Chúng không cần phải đi sớm rồi tự mình ơn mình làm chi cho nó mệt trơn á biết là có lòng tốt nhưng mà thôi từ nay về sau hạn chế đi sớm đi cứ đi đúng giờ người ta đi làm sao mình đi như vậy đi đông người là không còn gặp nữa đâu à rồi thì từ đó bắt đầu là chị mới rút kinh nghiệm những lần sau là đi đúng giờ mọi người ha không có dám mà lanh lẹt người ta lanh tại lanh lẹt <laughs> đi sớm để mà gặp cái hiện tượng như vậy thì chị nói là tới bây giờ rồi thì chỉ nói là lúc đó còn trẻ nó trời ơi tính ra những cái năm đó chỉ mới có hai mấy sợ sợ vậy thôi chứ sau này chỉ nói là nếu như bây giờ mà chị gặp lại thì chắc chị sẽ không sợ tại vì ví dụ như mình gặp ma gặp cỏ gì ở ngoài đường ví dụ như cái câu chuyện mà ở trong cái bệnh viện phụ sản lúc mà chị đi đẻ đó thì nó sợ thiệt á không nhưng mà còn những cái người mà người ta gặp vong linh này nọ rồi mà người ta đã ở trong chùa hay người ta ở trong thánh thức người ta ở trong ở trong nhà thờ rồi đó thì người ta cũng là vong lành à vẫn là ma nhưng mà người ta là ma hiền chứ không phải là ma dữ à nên thành ra là cũng không sợ làm gì ha mọi người ha đó rồi thôi đó cũng là cái câu chuyện uh, cuối cùng của uh, chị quanh chị đã gửi về à, hôm nay là ba cái câu chuyện ngắn như vậy uh, rất là hay luôn ha mọi người ha À, thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã nghe đến giờ này mọi người và nhớ đừng quên là đang có chương trình mua một tặng một mọi người nha, mua một tặng một, mua một hộp bánh trung thu tặng liền cho mọi người nghe một cái anh biết không nhất phát phải mua hộp hoa đăng nha, à, mua hộp bình thường cũng được nhưng mình khuyên mọi người là nên mua hộp hoa đăng đã cho nó tiết kiệm nha mọi người nha Ai à, vừa cái hộp vừa đẹp à, hình thức vừa đẹp mà giá cũng vừa rất là ok được chọn nhân thoải mái nữa đó rồi nhớ ngang ra ngoài bốn cái chi nhánh mình đang để ở đây mỗi một chi nhánh chỉ được 100 trăm cây bánh bía thôi à, chi nhánh nào hết là chi nhánh nó sẽ kết thúc chương trình sớm luôn đó và chương trình nó sẽ kéo dài từ lúc mọi người nghe được tập chuyện này cho đến ngày um, cho đến ngày 3 tháng 9 tức là chủ nhật à, tức là tới tối chủ nhật tuần này là sẽ kết thúc mùa hè và trên mọi người mua online ăn vặt phủ com chấm cơm cũng vậy cũng chỉ có 100 cây bánh bía thôi đó những người nào mà à, mua một hộp tặng cây nha mua 10 hộp tặng 10 cây như nãy mình nói là mua hai chục hộp là mình tặng cho 25 cây luôn đó là đó là dành riêng cái đó là lời hứa riêng của vũ mập dành cho mọi người nha đó mình, mình nghĩ chắc cũng không ai mua hai chục hộp đâu ha vậy thôi chắc dễ gì mà ăn được của tôi <laughs> thôi rồi nhớ mọi người nha đó thành ra là bởi vậy thành ra là cái số lượng nó rất là là nhanh hết năm ngoái khi mình ra cái chương trình này là người ta mua ba bốn hộp năm hộp bảy hộp là nhiều không mà mọi người ha nên tranh thủ giúp mình đi mình sẽ cập nhật số lượng hôm nay thì là mỗi một quầy 100 cây đúng không ngày mai mình kể chuyện mình sẽ cập nhật số lượng sao đó nhiều khi có thể là ngày mai còn có ba bốn chục cây không chừng à vậy ha mọi người ha thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều bây giờ là mình sẽ kết thúc câu chuyện ở đây để mình chạy ra ngoài quầy chợ hưng đạo mình bán ngoài đó ha hẹn gặp mọi người ở đó nha thôi rồi cảm ơn à, ngày mai ha để mình nhớ cái ngày mai có thể là mình sẽ ra ngoài quầy quận 3 à, ngay dòng xây công trường dân chủ quận 3 mọi người ha vẫn tặng bía mà đó luôn ha rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha với một xin chào tất cả mọi người